Ok, đây là siêu robot của chúng ta này các em. Nhìn rất là đẹp luôn. Siêu robot của chúng ta thì được hợp thành từ 5 siêu thú nhé. Này là trâu này các em. Này là cá sấu này. Con này là sư tử này. Con này là đại bàng. Còn con này là tê giác chứ. Hello, xin chào các em đã quay trở lại với kênh của Linato đồ chơi trẻ em cao cấp. Hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho các em một bộ đồ chơi siêu nhân rất là hấp dẫn và xinh xắn như thế này. Đây là đồ chơi siêu nhân gao quái thú nha các em. Đây hộp đồ chơi của chúng ta đây. Nhìn sơ qua hộp là thấy nhân vật siêu nhân chúng ta rất hấp dẫn nè. Đây là các biến thể của đồ chơi siêu nhân gao nè. Trọn bộ nó sẽ có 5 nhân vật như thế này. Rồi. Bây giờ anh sẽ mở cái hộp đồ chơi này ra và hướng dẫn các em giới thiệu và hướng dẫn các em chơi với cái bộ siêu nhân này nhé. Ok, anh sẽ mở ra nhé. Đây là siêu robot của chúng ta này các em. Nhìn rất là đẹp luôn. Siêu robot của chúng ta thì được hợp thành từ 5 siêu thú nhé. Này là trâu này các em. Này là cá sấu này. Con này là sư tử này. Con này là đại bàng. Còn con này là tê giác chứ. Đây cho các em xem đằng sau nó. Các em mua được bộ đồ chơi này về thì các em khi mà mở ra thì các em nhớ để ý các chi tiết nhé. Mình để ý các chi tiết nó nằm ngay chỗ vị trí nào này, xong đó, sau đó mình lắp lại cho nó chính xác nhé. Này, nhìn rất là ngầu luôn. Robot của ta nhìn chúng ta được làm rất là xét nét, rất là chân thật luôn. Đây là thanh kiếm nha các em, thanh kiếm của robot này chúng ta sẽ gắn vào đây. Mình sẽ lắp lại. Mình sẽ lắp lại con đại bàng này nha. Thì nó có khớp sẵn là các em chỉ cần ấn nhẹ xuống một cái là nó xuống thôi. Này là huy hiệu gọi thú nha các em. Huy hiệu để chúng ta gọi các siêu thú tới để hợp thành siêu robot đó. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em tháo từng siêu thú ra nhé. Tháo từng siêu thú trên siêu robot ra nhé. Này là siêu thú cá sấu nè các em. Khi các em tháo siêu thú ra thì các em kéo cái này xuống nhé. Rồi, chúng ta lật ngược cái này lại là thành siêu thú cá sấu này. Tiếp theo là siêu thú tê giác. Mình tháo nó ra. Các em bật cái chân nó xuống này, rồi nó đứng được nhé. Theo là đại bàng nha các em. Em cầm đầu đi gỡ nó lên. Là mình sẽ bật cái đuôi nó xuống, bật cái đầu nó xuống thành cái đuôi nha em. Bật cái chân lên để cho nó đứng được. Tiếp đến là sư tử nha em. Em nhớ là sư tử khi lắp vào siêu thú thì nó phải nằm ở xếp, phải xếp nó như thế này nhé, thì khi mình xếp vào siêu thú nó mới ngay ngắn này. Đây. À, để cho nó đứng được thì các em sẽ mở cái chân nó ra, mở chân sau ra trước này. À, mở chân trước ra này. Đấy, mở chân trước ra. Hai cái này mình xếp vào em.
bật cái đuôi nó lên này. Đây là siêu thú trâu của chúng ta kìa. Siêu thú trâu được sử dụng để làm cái chân cho siêu robot. Ok, đây là đầy đủ 5 siêu thú của chúng ta này. À, bây giờ anh sẽ hướng dẫn em lắp ráp các siêu thú này trở thành siêu robot lại nhé. Trước tiên là trâu, chúng ta sẽ bật cái đầu nó xuống này, bật cái này xuống để cho chúng ta dễ lắp, dễ thao tác này. Rồi lấy sư tử em sẽ bật hai cái này ra để lắp cái tay này, sau này chúng ta lắp cái tay vào này. Chúng ta bật cái chân nó lên. Bước này rất là quan trọng, xếp cái chân này vào rất là quan trọng nha. Em xếp đúng thì sau này lắp, lát này chúng ta lắp vào nó mới đúng nha. Rồi, chúng ta lắp vào thử nhé, xem nó có bị cắn không nha. Nó bị cắn này kìa. Mình sửa lại nhé. Mình cho nó lên xíu nữa. Ok, em làm sao mà hai cái chân nó đứng trên hai cái vai của con trâu là được nhé. Hai cái chân của con sư tử đứng lên cái vai của con trâu. Xong rồi em bẻ cái sừng của con trâu lên. Ok, bây giờ anh sẽ lắp con đại bàng vào. Đại bàng chúng ta sẽ xếp hai cái chân nó lại, kéo cái đầu nó lên. Đó, anh sẽ lắp đại bàng vào. Đây, em để như thế này, mình đẩy nó xuống nhé. Có thước như thế này kìa. Mình đẩy đúng thước thì nó sẽ dính lại, còn mình đẩy không đúng thước thì nó sẽ bị bung lên. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ lắp hai cái tay vào siêu thú cá sấu. Chúng ta sẽ bật cái này lên rồi mình sẽ lắp cho cái bánh xe này nó xuống phía dưới nhé. Đây em lắp vào. Con này cũng thế, em bật cái chân lên xong rồi em lắp cái tay nó vào. À, chúng ta sẽ lắp cái kiếm này vào cho siêu thú. Ok, vậy là xong rồi các em. Tại siêu thú bên đây hình thành được rất là ngọt, rất là đẹp luôn. Bật cái đuôi cho nó gọn gàng. Đồ chơi chúng ta được làm rất là chuẩn, rất chi tiết, cho nên là khi các em lắp vào thành siêu robot thì nó rất là hoàn thiện nhé, không bị dư chi tiết nào cả, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi ok, cảm ơn các em đã xem video giới thiệu về đồ chơi robot siêu nhân gà quái thú nhé.
Trong những video tiếp theo thì anh sẽ giới thiệu những con robot khác trong bộ đồ chơi siêu nhân Gao này cho các em. Cảm ơn các em đã xem video nhé. Đăng ký kênh bên dưới để theo dõi thêm nhiều video hơn từ Linatoy nhé. Cảm ơn các em.